những cái. Dạ, lâu lắm Lâu rồi lắm nay rồi mới mới thấy. mới có dịp Vâng. chia sẻ. Dạ. Cảm ơn Trần Toàn nha. Nãy ngồi nghe như là thấy mấy cái đám ba que ở bên Mỹ nó nói là dân Việt Nam trong nước không biết gì nước Mỹ. Mấy cái đám ngu lâu dốt bền, mấy cái đám khốn cá táo ôm đó. Ngu ngu như con bò. Ở bên Việt Nam bây giờ á, người ta có Fox News nè, CNN nè, Cinemax nè, HBO nè, còn là những cái đài mà TV mà thứ dữ của Mỹ không. Người ta biết nước Mỹ hết chứ không phải là người ta không biết. Còn nói gì mà cảnh sát Mỹ á, lương của tụi nó tại vì á có ở bên Cali có một cái quận nó ăn hối lộ, cha con nó chia nhau, mấy thằng này không biết nó phải gì á, nó chia nhau nó ăn đâu cũng nó có mà hiếm. Tại sao các bạn biết cảnh sát Mỹ á, nó hưởng được những cái quyền lợi rất là lớn chứ không phải giống như là cảnh sát Việt Nam, công an Việt Nam, lương Việt Nam với đồng lương chết đói. Dạ Vấn đúng đề ạ. mà tham nhũng Việt Nam mà lương bổng mà nhân chức á, nó cũng là một vấn đề vấn nạn. Tại vì các bạn biết á, với đồng lương nó sực đồng lương rất là chết đói. Còn bên Mỹ á, một cái người mà làm nhân viên chức mà cho nhà nước á, hưởng quyền lợi khủng khiếp lắm. Một cái thằng mà đi làm cảnh sát gì nó có thể nó nói chung á, đa số tụi nó đi làm á, là vợ nó nuôi được vợ con rồi có nhà cửa, nó hưởng quyền của nó cao lắm. Nó cao cũng phải cao lắm, nó hưởng được cái mức lương trung bình, nó bình quân được trong một cái mô hình xã hội Mỹ chứ không phải giống Việt Nam. Cho nên đây là đầu của chính quyền Việt Nam, nhà nước cầm quyền, cái chính phủ mình còn liên đầu về vấn đề này. Các bạn biết cái đồng lương chết đói mà họ với làm một sự với đồng lương của nó rất là tội nghiệp mà nó làm rất là vất vả, phải thâu đêm phia phải mà đi canh mấy cái thằng mà tội phạm đấy. Tôi biết nó mà tôi thấy nó mà tôi còn phải ủng hộ nó, phải nó rất là dễ thương. Nó làm nhiều khi không phải mình nó kể lể gì, mình nhìn mình thấy mình biết đấy. Tôi về tôi thấy những cái mà phương tiện mà nó làm việc còn thiếu thốn nữa. Những cái phương cười đi làm như vậy tôi lấy mười triệu, 20 triệu hỏi chứ cái con người mà cái tâm lý chung mà ai thấy, tại vì có cung có cầu thôi thì mình đỡ thừa là cái người công an hay là cái người làm chức vụ bên Việt Nam họ tham nhũng hiện hối lộ đó là một cái điều mà gọi là nó rất là khó. Tại vì cái mô hình xã hội Việt Nam như ở Việt Nam vậy, chạy xe dân Việt Nam mình thì tôi nói không phải nói xấu hay gì, vấn đề ý thức về cộng đồng, ý thức về xã hội nó còn rất là kém, tham gia giao thông được vậy mà khi phạm luật á thì bắt đầu năn nỉ năn nỉ hồi không được đóng phạt xong rồi bắt đầu tức quay quay phim lên, quay bắt qua đầu lên mạng chửi. Tại vì tôi về Việt Nam tôi cũng tham gia giao thông, tôi lái xe được biết mà, mấy anh công an ngay cả bản thân tôi nè đó, mấy ổng tôi bị phạt xong rồi mấy ổng tôi nói thôi giờ tôi đóng phạt tại chỗ đi, bao nhiêu thì tôi đưa cho. Mấy ổng cười, mấy ổng lại mấy ổng nói tôi rồi anh đi dạy rồi á, rồi cái lên mạng rồi chửi tụi tôi, nói tụi tôi lấy tiền của anh à, rồi bắt tôi kêu phải vô kho bạc nhà nước á, trả làm đúng luật. Thì mình về mình tại vì mình không cũng không muốn mất thời gian thôi, giờ nó thôi tôi đóng tại vì là nói nhiều tôi đưa nhiều mình đi thôi, tại vì có cung có cầu à, cái xã hội nó đâu cũng vậy. Ngay cả thằng Mỹ kế bên là thằng Mexico rồi, anh chị em chỉ cần bước qua biên giới thằng Mexico thôi nó còn tệ hơn Việt Nam nữa, nó còn tệ hơn Việt Nam. Nó qua đó hả là những cái luật pháp của nó hả, nó mà phạt là đóng, mà năn nỉ nó hả nó phạt cao hơn nữa, mà nó bắt rồi hả nó bỏ ông tù hả, nó muốn cho ở chừng nào ở, muốn về chừng nào về, mà cái nạn tham nhũng hối lộ của nó còn ghê gớm hơn nữa. Vừa thằng Mỹ qua đó đó bắt thấy rồi chưa, là té đáy trong quần luôn, té đáy. Giờ tụi nó quyên góp tiền để đặng mà chuột nó ra đó,
đóng cái tiền mà hối lộ để đằng chuột nó ra, nó về tới biên giới mà quỳ xuống mà nó hung đất Mỹ mà nó lại luôn á, nó sợ. Chứ đừng có nói cái thằng Mexico, các bạn biết nó kế bên thằng Mỹ đó, ở Arizona mà chạy xuống đó có khoảng 6 tiếng hồ. Tôi có qua đó lần, qua đó hả, làm đi mấy cái vùng ngoại ô đó, nó còn vô luật pháp hơn Việt Nam nữa kìa. Đa số là nó control, nó điều khiển bởi cái tụi mafia. Tôi nói mà chính phủ Mỹ, Mexico nó còn phải sợ luôn mà. Nó còn phải nói là nó điều khiển cả cái thằng chính phủ. Chứ đâu phải giỡn đâu. Nói về nước Mỹ, tại vì tụi thằng Mỹ, thằng chính phủ Mỹ nó có đi IRS, tụi sợ thế rồi. Nó sợ gái một cái coi như là tiêu, sợ gái mình một cái coi như tiêu. Trốn thế mà kiểu mà gian lận của nó. Coi như lúc đó là nhà cửa cũng nói người dân Việt Nam người ta biết không? Bây giờ dân Việt Nam trong nước người ta biết, cho nên người ta mới thức tỉnh, người ta mới 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 chửi với cái đám mà gọi là bao que ô hộp. Tôi khá chửi câu này. Câu này nó hay, chắc mình là phải mua bản quyền. Còn không thì đã đau lên mình, trọng sức lên mình. Nó cho mà trốn như con chó. Thiệt là cái tỉnh bữa nay nói chung là mấy cái đám mà chống phá đất nước bao que tụi nó toàn là một cái quân ô hợp thôi. Em gái Hiếu ơi, anh chị em các bạn, bữa nay anh có đồng minh rồi, có anh Tyson đấy. Tyson á? Dạ. Yeah. Anh mà đứa con trời đánh ấy hả? Chào anh Tyson nha. Chào anh Tyson. Nói chung là tại vì tôi không thích chửi lộn với phụ nữ. Nói chung là như Gloria Phạm này là thôi, khỏi nói ở Mỹ, nhưng mà đầu óc nó cuồng Mỹ á. Mấy cái loại người này là không xài được. Nói cả tụi Mỹ nó cũng khinh bỉ, chứ không phải là phái nữ nó tôn trọng là một vấn đề, nhưng mà khi mà cái cách hành xử và cái sự mà gọi là ngu xuẩn ở trong đầu á, thì tụi Mỹ nó cũng khinh bỉ, chứ không phải là nó coi trọng phụ nữ là gì, là phụ nữ là một phái yếu. Nhưng mà về vấn đề mà chính trị mà hiểu biết đồ, ngu xuẩn như con nhỏ này thì thôi, xã hội Mỹ nó cũng khinh bỉ. Nó khinh bỉ, nhưng mà nó hay cái là nó không thèm nói tới, nó không có cái giá trị gì trong một cái xã hội hết. Nó ngồi đó nó chỉ biết cuồng Mỹ thôi, tại vì đa số những thành phần vậy, nó ăn bám xã hội cho nên nó cuồng Mỹ. Khi mà nói về xã hội Mỹ, những cái tính vấn nạn xã hội Mỹ á, thì nó rất là sợ. Nó sợ giống như là nó mất của ông nội cha nó để lại. Nó rất là sợ mấy cái thứ mà gọi là khô gắt áo ôm nó vậy đó. Cho nên kệ nó đi vô các bạn ơi, kệ nó. Các bạn chửi nó nhẹ nhẹ thôi. Nhẹ với cả tôi là được rồi. Chửi. Nói chung thì nhẹ chửi, đo được trọng lượng là đủ rồi. Nói chung thì xã hội mô hình bên Mỹ nói về vấn đề mà tham nhũng đồ, nó ăn lớn lắm, nó ăn rất là lớn, nó ăn giống như ông Medvedev đó, ăn 50 tỷ, 50 billion, các bạn biết 50 tỷ đô la, ghê không? Ăn là ăn phải như vậy, nó ăn không ăn thôi, ăn như cỡ mấy tay thứ dữ, mấy tay mà gọi là ở ngồi trên cao trên chóc á, chứ đừng có nói mà tham nhũng Mỹ, nó cũng có thống kê, tại vì mấy cái đám mà chống phá đất nước nhiều khi tụi nó không, nó ngồi đó nó tối ngày nó bị đầu độc bởi mấy cái đài mà bên Bosa, rồi mấy cái đài mà nó nói chuyện là fake news, những tin tức truyền thông toàn là giả mạo, nó không có thật á, nó bị nhiễm. Chứ nó mà
ngồi xem mà những cái tin tức của Mỹ rồi. Ui, mở ra TV, truyền hình, truyền thông Mỹ, báo chí, lúc nào nó cũng đủ thứ vấn nạn hết. Chứ không phải giống như là tụi mà bao que mà bên Mỹ nó tuyên truyền đâu. Nó không phải như vậy đâu, không phải giống như là một cái bánh vẽ, nó vẽ như các bạn nghĩ đâu. Bởi vì có nhiều người á, bỏ tiền, bỏ của, bỏ bạc. Tôi đoán cũng mấy người qua ngồi ôm tôi khóc. Em biết gì em không qua đây đâu, bỏ 50.000 đó qua đi giũa thấy mẹ luôn. Ảo Việt Nam em có của ăn của thừa, của thừa của dư của để, có người hầu kẻ hạ. Qua bên đây giờ phải đi đi giũa, đi làm chết mẹ luôn, đi làm thấy bà cô luôn. Theo lao thì sao, bây giờ mà hãy quay về thì nhục à. Có nhiều người có cơ sở làm ăn đồ bên Việt Nam ngon lắm, cũng nghe người ta tụi nó nổ mà sống bổng ngoại mà bỏ qua. Ôi te tua tơi bời bà lá. Nói chung cái nước Mỹ mình mà qua giống như là mình phải một người giống như phải 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 sanh lại gì đó, giống như cái gì cũng phải học lại hết, học lại từ đầu hết, mọi thứ phải học hết, mà ngôn ngữ bất đồng mọi thứ sao học nổi, thì chỉ có đi làm cu ly thôi. Đi làm cu ly thôi, làm tất tần tật rồi về Việt Nam thì được làm Việt kiều nổ. Mấy ông ba que thì thôi, bởi Mỹ mà cái nước Mỹ nó là một cái hiệp chủng quốc mà, nó đâu phải đơn giản giống như mấy thành phần mà ba que xỏ lá ô hợp bên Mỹ tụi nó tuyên truyền. Bởi vì tụi nó ghét tôi lắm, nó ghét tôi. Tại vì tôi nói mặt trái của nước Mỹ, nó khù luôn lắm, tới nỗi mà thằng Hùng Lân nó inbox, nó chửi tôi bời ba lá luôn, tôi không ngờ luôn á. Mấy hôm kia như vậy chửi tôi ghét block luôn. Mấy hôm nay mấy thằng ba que gì, mấy thằng mà dở hơi nó inbox, nó chửi, nó hâm, nó dọa, thấy mà nóng lạnh luôn. Đúng là mấy cái thứ côn đồ không ra hồn vía chứ. Mấy cái tụi này nói chung là nó chẳng có Cùng hội nhập lên được cái ừ. Anh lót nó mất tiêu rồi. Tại nó Dạ, Hùng chửi, Lân là nó inbox nó chửi quá Hùng chừng luôn, Lân là nó chửi mà ghê luôn. Mấy thằng này đạo đức Hùng giả, Lân toàn cũng là đạo một đức loại giả người mà. trên tạc. Ừ, cái phường côn đồ mà, tụi nó là cái phường gọi là côn đồ ô hợp mà. Mấy thằng này đằng thứ mà gọi là đầu đường xó chợ, tụi Mỹ nó khinh. Cái hạng người dân Mỹ nó gọi là low class, cái người coi như là thấp kém trong cái xã hội à, cái hạng người mà gọi là nó không có cái giá trị gì hết. Mỹ nó là một cái quốc gia toàn cầu, quốc gia hiệp chủng quốc, nó là một cái quốc gia hiện nay là đầu tàu của thế giới, nó đào tạo ra những nhân tài cho thế giới, nhưng mà bên cạnh đó nó thải ra ngoài xã hội, ngoài cộng đồng thế giới những cái kẻ mà gọi là kẻ mà gọi là thấp kém nhất trong một cái xã hội, chứ không phải nó là một cái thiên đường giống như các bạn nghĩ. Nó một cái xã hội muôn hình muôn mặt muôn vẻ muôn màu à, thằng Mỹ á, các bạn nên nhớ nhỉ? Chứ không phải là ai qua Mỹ là giống như tôi lên thiên đàng tôi thành nhân nhân tài hết, tôi là những cái nhà bác học hay thế này nọ, không phải. Các bạn thấy không, những người mà người ta ở Mỹ, người ta mà có ăn học hiểu biết, ngay cả những người Việt người ta hiểu biết coi, người ta sống rất là tốt, người ta sống đúng theo pháp luật và hiến pháp của Mỹ và cái tinh thần cộng đồng quốc tế, chứ không phải giống cái đám mà bao que xổ lá ô hợp. Các bạn thấy những cái giới trẻ mà nó sống ở bên Mỹ mà nó hiểu biết, nó ăn học đó, nó cũng đâu có đó lắm, nó rất là đâu có đó, nó là một một là hai hai rồi, chứ không có kiểu mà nói theo kiểu xổ lá bao que gì, không kiểu mà xuyên tạc phá hoại gì, không có. Tụi nó sống rất là thực tế và thực dụng, tại vì nó được Mỹ đào tạo bài bản mà. Đâu có đó, cái người Mỹ các bạn thấy họ nhân văn và nhân bản khi mà họ đến Việt Nam vậy. Cuộc chiến mà nó qua rồi, người ta biết rằng đó là một cái sai lầm và họ quay trở lại Việt Nam như cái tình bạn, và họ cùng nhau xây dựng một cái quốc gia tình hữu nghị hai nước ngày một tốt hơn, tốt đẹp hơn. Các bạn thấy bốn đời tổng thống Mỹ sang Việt Nam đi ăn vỉa hè,
Ông Bush sang Việt Nam cũng đi ăn phở, ông Trump cũng đi, ông Obama cũng đi ăn ăn vỉa hè vậy. Trump sang Việt Nam cũng khen khen tức nức nở, các bạn thấy đem cả lịch sử Việt Nam ra khen ngợi nữa, mà trong khi đó cái lũ ba que xỏ lá ô hợp thì tụi nó lại lại sống trong những cái sự ngu xuẩn. Bởi vậy các bạn thấy bốn mươi mấy năm rồi nó chấm có ra cái ôn gì đâu, chấm ra cái ôn gì không chắc kia hả, nó nói mà con chó thôi nó còn hiểu hơn cái lũ ba que ô hợp nữa. Qua Mỹ Nhiều lúc nó nói mấy ngang cái lắm đám anh. nó nói ngang nó cùng mà nó nói hồn lợi, bắt đầu nó nói tầm bậy bạ. Ok thôi, anh chia sẻ anh chút vậy để anh tắm con chó này nó còn hơn cái lũ ba